Xin chào tất cả mọi người. Rất vui hôm nay mình được lên đây để cùng chia sẻ với mọi người và học tập với hệ thống của chúng ta. Thì lời đầu tiên cho Phượng Trần xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các anh chị, cô chú và các em ở trong hệ thống. Lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Thì mình xin tự giới thiệu về bản thân mình. Mình có tên Facebook là Phượng Trần. Mình thì sinh năm 1976. Thôi thì ở đây cũng chắc là cũng có người nhiều tuổi hơn này, có người ít tuổi hơn. Thì cho phép Phượng Trần xin được xưng là mình để cho dễ xưng hô. Thì như Vân Lương đã giới thiệu là công việc và nghề nghiệp chính của mình thì mình là một quân nhân, công tác trong môi trường quân đội và mình hiện đang công tác tại trường sĩ quan lục quân 1. Đó, và cũng được Vân Lương 2 lần mời lên để cùng chia sẻ với hệ thống rồi, là vào ngày 22 tháng 12 để cùng với nhà phân phối Thu Hà đấy, là đồng nghiệp của mình. Nhưng mà hôm đó thì đúng là mình bận quá, mình phải hôm đó là diễn văn nghệ nên là mình không tham gia được. Thế thì hôm nay mình lên chia sẻ với mọi người và anh chị, cô bác cùng hệ thống về cái cơ duyên của mình đến với cái sản phẩm của Dạ Thảo Liên. Thế thì bắt đầu mình đến với cái dòng sản phẩm của Dạ Thảo Liên này thì mình cũng chia sẻ và coi đây như là một cái câu chuyện của bản thân để mình chia sẻ với anh chị em, cô dì, chú bác biết đến cái dòng sản phẩm của Dạ Thảo Liên này. Thì bản thân mình là mình bị viêm họng mãn tính. Mình bị viêm họng mãn tính rất lâu rồi. Thế thì mình cứ phải dùng thường xuyên đấy, phải dùng thuốc kháng sinh. Đấy. Cứ mỗi tháng phải dùng thuốc kháng sinh 1 lần. Đấy, thế khi hết thuốc kháng sinh thì nó lại tái phát như vậy. Thế thì mình cứ dùng thuốc kháng sinh nhiều ấy thì nó lại hay có những cái tác dụng phụ đấy, rất hay nóng và lại còn hay bị nhiệt miệng nữa. Đấy, nên là rất là khó chịu. Thế thì cũng rất là tình cờ thôi. Như các bạn biết đấy, mình công tác ở môi trường quân đội thì đặc thù của mình thì là nhà trường của mình thì là đào tạo cán bộ cho toàn quân. Thì mình cũng xin giới thiệu là với cái tập mà anh em bạn bè đấy vừa ở môi trường của mình đấy thì với cái người hưởng lương là 5.000 người và cái lượng học viên của mình cũng là gần 5.000 người thì cả trường cũng 10.000 người. Đấy, thì để mà biết đến người nọ người kia ấy, thì có thể là có khi biết nhau thôi nhưng mà có khi không bao giờ nói chuyện với nhau, không biết đâu. Thế thì mình cũng cơ duyên mà mình đến với cái sản phẩm này thì có một đồng nghiệp đó là nhà phân phối Thu Hà trên của mình ạ. Đấy, em đã bán cái dòng sản phẩm này và một tình cờ là mình lướt Facebook, mình biết đến Thu Hà. Đấy, Thu Hà. Và mình thấy cái sản phẩm này, ô thấy Hà bán và Hà giới thiệu cái sản phẩm này, ô thấy nó tuyệt vời quá. Thế thì mình bị cái bệnh như này thì mình bảo là cái sản phẩm này sao nó nhiều công dụng như vậy đấy. Cái tinh dầu răng miệng ấy, nó nhiều công dụng vậy mà. Ví dụ như là bản thân mình đây thì đã mắc 2 cái bệnh này. Đấy, mình bị viêm họng mãn tính này, mình lại hay bị nhiệt miệng này. Thế thì sao mình không dùng? Thế thì mình đã gọi điện cho Thu Hà và Thu Hà giới thiệu cái sản phẩm cho mình. Thì mình quyết định là mình dùng cái sản phẩm tinh dầu răng miệng trước để mình trải nghiệm. Thì nói thật với mọi người là quả thật thì mà Hà giới thiệu nha, bảo có 2 loại, một loại 5ml và một loại 20ml. Nhưng mình nói thật với mọi người là mình không dùng lọ 5ml đâu. Mình dùng lọ 20ml luôn ạ. 20ml ngày đó là mình mua lẻ, Thu Hà giới thiệu là mình vẫn mua 270.000. thì mình mua, mình giới thiệu, mình mua luôn, mình dùng. Thế thì mình dùng quả thật nhá, mình nói với mọi người là mình dùng cái lọ tinh dầu đấy, thì sau có một tuần hoặc 10 ngày thôi thì cái viêm họng mãn tính của mình cảm thấy là nó đỡ hẳn luôn, phải 80% ấy, rất là dễ chịu đấy, rất là dễ chịu luôn đấy, thế là rất là tuyệt vời. Thế thì mình về dùng và cũng theo hướng dẫn của em Thu Hà đấy, là đánh răng súc họng và ngậm nuốt một ngày 3 lần đấy, thì mình cứ dùng đều đặn như thế và cái bệnh của mình thì đã được khỏi đấy đáng kể. Thế thì mình yên tâm đấy để mình dùng đó. Thế thì mình dùng thì khi mình dùng thì đến lúc mà bẵng đi một tháng sau ấy, thì Hà đã hỏi lại thì chị dùng thế nào, bảo ơ chị bây giờ thấy khỏi rồi và chị dùng thì thường xuyên chị dùng đánh răng súc họng và cả nhà dùng thì dùng thấy tốt rồi. Thế thì Thu Hà bảo thế thì bây giờ chị dùng cái sản phẩm đấy thấy tốt rồi, hiệu quả rồi, hay là chị lan tỏa cái sản phẩm này đấy đến với mọi người để mọi người cùng dùng, bởi vì là chị em mình cùng công tác ở cái môi trường này đấy, mà cái môi trường này chị em mình thế này thì đối tượng thì lại nhiều đấy, và nhiều người cũng có nhu cầu đấy, để sử dụng cái này, bởi vì là riêng giảng viên của trường mình là 12 khoa và mỗi một khoa ít nhất là cũng phải 80 người, thì khoảng hơn 1.000 giảng viên đấy. Đấy, đặc thù của giảng viên thì nó nhiều đấy. Suốt ngày phải đứng trên bục giảng để giảng dạy và trao cái kiến thức đấy, để cho đào tạo cán bộ sĩ quan của trường mình. Thế thì mình cũng nói thật với mọi người là mình sợ lắm, mình sợ lắm, mình bảo là ôi rồi từ bé đến giờ, nói thật với mọi người là mình hơn 40 tuổi mình chưa bao giờ bán một cái sản phẩm gì hay chưa bao giờ làm một cái gì đấy, kinh doanh một cái gì, thì mình nói với Thu Hà là mình sợ lắm, chị sợ lắm đấy, chị sợ thứ nhất là sợ không có duyên này, sợ mọi người nói là ô mình sao mình lại đường là nhá, là một quân nhân như thế này mà lại mình đi bán cái sản phẩm thì mọi người sợ là nghĩ là mình lừa thì sao này, rồi lại nói là cái gì nhỉ, chị bán hàng đa cấp này đấy, rồi lại sợ không có duyên bán hàng này, nói chung là tật cái gì cũng lo cũng sợ đấy, cũng sợ lắm. Thế thì với cái muôn vàn những cái lý do như thế ấy, thì tóm lại là không vượt qua được chính mình đấy, không vượt qua được chính mình. Thế và bẵng đi nữa một khoảng thời gian thì em gọi điện và em nói bảo bây giờ nếu mà chị cứ sợ vậy thì thế chị có muốn kiếm thêm thu nhập, bảo ơ chị cũng có. Thế rồi em mới chia sẻ đấy, chia sẻ cái bảng giá và cái chính sách của công ty, thì mình thấy là cũng tuyệt vời đấy, cũng nghĩ trong bụng rằng là nếu ngoài cái thu nhập của bản thân, mình nói thật với mọi người là gia đình nhà mình là hai vợ chồng công tác cùng trong trường, thì bây giờ hiện tại là con cũng đang học trong trường rồi, chỉ có một con là đang học phổ thông, năm nay học lớp 10 thôi đấy. Thế nên mình cứ nghĩ là thôi hai vợ chồng cứ công tác như vậy rồi thì lương cũng không giàu đấy, đủ ăn đủ tiêu đấy, thì cũng nghĩ là sợ cái nọ sợ cái kia. Thế nhưng mà ngược lại thì Hà lại hỏi thế có muốn kiếm thêm thu nhập, thì trong bụng cũng nghĩ cũng thích lắm, nhưng mà đấy cứ sợ này sợ khác, sợ nọ sợ kia. Thế và cuối cùng Hà bảo chị cứ lấy 5 sản phẩm đi đấy, chị đã dùng rồi, lấy 5 sản phẩm mỗi loại em để cho chị giá xỉ đấy, chị vừa dùng này được giá rẻ này, xong rồi chị chia sẻ đến mọi người để cùng dùng. Thế thì mình cũng quyết định, và hôm đó thì nói thật ở trong trường mình thì rộng lắm, đi quanh trường là 6 cây số vuông. Thế thì Hà cũng mang sản phẩm xuống, 5 sản phẩm xuống, thì Hà ngồi hai chị em chia sẻ sản phẩm, và cũng rất may là anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh đấy, anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh thì nghe thấy Hà chia sẻ cái sản phẩm là cái tinh dầu tăng niệm thế, và mình cũng nói là anh ơi đấy em bị viêm họng mãn tính đấy, mà em dùng cái sản phẩm này mà bây giờ em đã khỏi hoàn toàn đấy, thì bây giờ em vẫn duy trì thường xuyên dùng với bản thân em và và cả gia đình đấy, thì quả là tuyệt vời. Thì anh ấy, thì anh nghe một lúc thì anh bảo thế thì hôm nay anh ủng hộ em đầu tiên cái sản phẩm này. Thế thì anh ủng hộ một cái lọ răng miệng to. Ôi dồi ôi, lúc đấy vô cùng vui, hạnh phúc, vì chưa bao giờ biết bán cái gì đấy, chưa bao giờ biết bán hàng đấy. Từ bé thì từ khi cha sinh mẹ đẻ hơn 40 tuổi rồi, không biết bán hàng gì, không biết làm cái gì cả đấy. Xấu hổ lắm, ngượng lắm, không đóng không. Mặc dù là nói với mọi người là mình cũng có một chút công tác 26 năm thâm niên trong nghề quân đội rồi. Đấy. Cũng đứng trước đám đông nhiều, đứng trước mọi người nhiều, nói nhiều, và mình cũng là cán bộ phụ nữ ở trong nhà trường thì mình cũng nói nhiều, nhưng mà sợ lắm, sợ bán hàng, sợ đúng cái nọ cái kia này nên là cứ kinh. Thế thì như vậy thì khi mà anh lấy cái sản phẩm đấy, anh ủng hộ cho mình thì anh dùng. Thì hỏi anh sau một thời gian thì cũng không nghĩ là chỉ anh được dùng thôi, nhưng sau khi anh hỏi thì anh bảo là anh bị bệnh viêm amidan mãn tính. Thế thì anh dùng. Thế thì 3 ngày mình hỏi, 3 ngày mình hỏi thì anh bảo dùng cũng được đấy. Sau một tuần mình hỏi thì bảo thế thì anh bị dùng thế nào, thì anh bảo cũng tuyệt vời, cái họng của anh cũng thấy đỡ 80%. Thế và anh cứ duy trì dùng. Thế thì anh là một cái nguồn động lực đấy để mình tự tin chia sẻ cái sản phẩm này. Thế thì bảo bây giờ anh ủng hộ em rồi đấy, cái sản phẩm nó tốt rồi, bây giờ em có những dòng sản phẩm này, thế thì anh ủng hộ em rồi, bây giờ em muốn là lan tỏa cái sản phẩm này đấy đến với mọi người, thì anh có nhất trí ủng hộ em không? Anh bảo tốt quá chị em đấy, tốt quá mọi người ạ. Anh bảo tốt quá chứ, em chia sẻ đi, anh ủng hộ ngay. Thế thì và quyết định, mình sau đó là mình quyết định đấy, kinh doanh. Thì mình kinh doanh là đầu tiên mình chỉ lấy là 10 sản phẩm với 20 sản phẩm. Thì đầu tiên mình cũng về để chia sẻ, thứ nhất là về chia sẻ với lãnh đạo chỉ huy phòng đấy, và các anh trưởng ban ngành của cơ quan trước đấy. Thì khi các anh và sử dụng sản phẩm đấy, và về những cái sản phẩm, kể cả là những cái sản phẩm mà gel vệ sinh phụ nữ và an phụ khang, để các anh cũng ủng hộ để mua về cho vợ và cho con dùng đấy. Thì khi sau khi gọi đến các chị có cái phản hồi đấy, thì các chị cũng cho cái phản hồi rất là tuyệt vời và rất là tích cực. Thế thì từ đó mình tự tin và giới thiệu cái sản phẩm. Và mọi người có biết không đấy, với mình thì nó cũng chưa là thành công lắm. Thế nhưng khi mà được như vậy thì bắt đầu mình mới đăng bài đấy. Thì quả thật là mình đăng bài ngày nào thì mình có khách hàng ngày đó đấy. Nếu như lúc nãy Vân Lương cũng giới thiệu qua, thì mình cũng chia sẻ cái bí quyết mà bán lẻ thành công của mình như này này. Mình bán lẻ thì cũng là chỉ truyền miệng thôi đấy. Bán mình bán hàng trên Facebook, và mình bán offline rồi thì là nhiều đấy. Mình thì thật ra không có thời gian, bởi vì buổi sáng đi làm này là như mọi người đã biết, với cái thời tiết mùa đông như thế này thì là 6:30 mình phải có mặt để làm việc, 12:15 mình mới hết giờ, và buổi chiều thì 2:15 và 4:30 mới hết giờ đấy. Chỉ có nhưng tranh thủ trong những cái giờ làm việc đấy thì anh em bạn bè đồng nghiệp đấy, ở trong cơ quan đấy, có gọi hay làm gì thì muốn lấy sản phẩm nọ sản phẩm kia đấy, thì kết hợp để mình đi mình lan tỏa. Thì có khi là hiệu ứng đám đông đấy, ngồi giới thiệu với anh này hay với chị kia thì người khác bảo cái gì đấy cái kia đấy, tức là tự nhiên có khi có một người mua nhưng mà 4-5 người đấy. Nhưng mà nói thật với mọi người nha, là mình bán lẻ đấy, không bao giờ là mình chốt một sản phẩm một người đâu, ít nhất cũng phải 2 sản phẩm và 3 sản phẩm trở lên. Nên tại sao mà có ngày mình phải 20 đến 25 sản phẩm, có ngày đến 30 sản phẩm, mà chỉ cần 5-7 khách thôi đấy. Mình cứ bán lẻ nhưng mà được mọi người ủng hộ, nhưng không phải là có người ủng hộ rất là nhiệt tình. Có khi mình cũng mới và mình đến với cái Dạ Thảo Liên này thì mình cũng đến được hơn một năm rồi. Thế nhưng cũng có người sử dụng cái sản phẩm này ủng hộ mình không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, mua hết cho người nhà dùng này đấy, cho bố mẹ bên nội bên ngoại, anh chị em cô dì chú bác dùng đấy. Thì tất cả mọi người đều như vậy. Và mình có cái bí quyết bán lẻ nữa thì mình cũng chia sẻ ở đây cùng với mọi người, là ví dụ như là mình đi chợ này, đấy, mình cũng mang sản phẩm theo này. Mình đi chợ thì thường thường là mình đi chợ là mình hay có một cái làn, mình xách vào một túi sản phẩm. Thế thì đầu tiên ấy, thì mọi người cứ tò mò có ơ thế đi chợ rồi mà cái gì đây, ôi em có cái này, em có cái kia. Đấy, khi mà những cái khách hàng mà chưa biết mình bán sản phẩm đấy thì mình nói như thế, ở thế cái gì đấy, thế bắt đầu mình mới giới thiệu cái này cái kia. Thế là đứng chỗ mua thịt này, hay mua cá này, mình bảo như vậy. Thế thì anh chị này nghe thấy, hay là em này nghe thấy, thế bảo như thế, thế có người dùng rồi bảo ôi dồi ôi, nó bán cũng vài tháng nay rồi đấy, dùng thích lắm, tuyệt vời lắm, thế bảo thế cho chị một lọ. Thế là cứ thế đấy là mình lan tỏa sản phẩm thôi. Thế bây giờ mọi người quen rồi thì cứ gọi là nói mọi người thông cảm, nhìn đâu mọi người mà chứ Phượng chị hôi đấy, nghĩa là Phượng chị hôi là tất cả các loại hôi đấy. Thế thì mọi người cũng biết. Thế thì mình đi chợ này đấy, mình cũng có hàng này, hay là đi mừng thọ này, đi đám hiếu đám hỉ này, hay là mình đi họp đồng hương đấy, hay mình đi họp lớp và đi học khóa, và nói chung là tất cả đi đâu đấy, với mọi người nói với mọi người là cứ tự tin lên đấy, đi đâu cũng mang hàng bên cạnh. Khi mà mọi người cần đến cái sản phẩm gì thì mình chia sẻ cái sản phẩm đó đấy, mình chia sẻ cái sản phẩm bằng cái tâm của mình đấy, mình dùng sản phẩm mình thấy hiệu quả và mình thấy tốt rồi. Và mình phải nói với mọi người là mọi người khi bán cái sản phẩm đấy, mọi người phải dùng toàn bộ các sản phẩm bên mình. Khi mọi người đã dùng cái sản phẩm mà mình và đã thấy hiệu quả và mình am hiểu cái sản phẩm rồi đấy, mình am hiểu cái sản phẩm rồi thì mình tự tin để mình giới thiệu. Và thứ hai là mình làm video, cũng như Dương Dân Tộc lúc nãy nói chia sẻ lúc nãy đấy, là mình cũng giới thiệu cũng xin chia sẻ là cái Facebook của mình ấy, mình cũng không đăng bài nhiều, nói thật với mọi người như thế. Mình chỉ đăng rất là ít thôi, thỉnh thoảng một tuần mình chỉ đăng 2-3 lần, còn mình cũng chỉ hàng đi hàng về. Và có thể là lúc mình thì mình chia sẻ trong cái cuộc sống, chia sẻ những cái kinh nghiệm, hay là những cái gì có những cái gia đình hay là bạn bè đồng nghiệp đấy, có cái gì thì mình chia sẻ lên. Chứ mình cũng rất hạn chế là đăng bài nhiều. Lúc nào người ta cũng bảo là đăng bài đấy, bán hàng, người ta lướt Facebook của mình là người ta không thích đâu đấy. Thế thì mình cũng như thế đấy. Thế nên là cái hiệu ứng đám đông và cái Facebook của mình đã cũng được rất là uy tín. Thế nhưng mà cái đợt thời gian vừa rồi là không biết là mình chỉ có mỗi cái đăng là mình có mỗi một chút mà mấy bài mình nói về là Covid. Thế thì cái Facebook của mình nó bị hạn chế đấy, cái Facebook của mình nó bị hạn chế. Thì bây giờ nghĩa là nó cũng nghĩa vẫn nhiều tương tác, thế nhưng mà nó ít tương tác hơn trước. Thì, nên là bây giờ nếu ví dụ mọi người vào Facebook của mình thì là Facebook của mình Phượng Trần đấy, cái ảnh đại diện của mình là mình mặc cái mặc quân phục đấy đấy. Mình và khi mà mình đã bán được hàng như vậy rồi, mình tự tin đấy, tự chủ về sản phẩm, mình làm video, mình chia sẻ, thỉnh thoảng mình đăng video này, thỉnh thoảng mình đăng video kia đấy, thu hút được khách hàng thì mình bán hàng rất là thành công. Và cái bí quyết bán lẻ của mình tuyệt vời nữa ấy, thì mình cũng xin chia sẻ với mọi người ở đây là ví dụ cũng chuẩn bị đến mùng 1 rồi này, mùng 1 đầu tháng. Thế thì mình cái tập khách hàng của mình như này, tại sao mọi người cứ bảo là như Sếp Sâm nói này trước đấy, làm cái tập khách hàng ở Zalo đấy, là mình phải có tập khách hàng nóng và tập khách hàng lạnh, và nhiều mối quan hệ của khách hàng. Thì nói thật với mọi người là cái danh bạ của mình là hơn 1.000 danh bạ đấy, thì hầu như danh bạ của mình là có số điện thoại. Thì với ví dụ như là tới đây là mùng 1 này, thì mình cũng chia sẻ với mọi người như này nhé. Ví dụ mình để một tập khách hàng là anh, một tập khách hàng là chị, một tập khách hàng là cô, hay là gì, hay là một tập khách hàng là như thế nào đó em đấy, hay chú đấy. Ví dụ như là nay tháng này đấy, mình tập khách hàng này thì mình viết một cái tin nhắn là cô Đến ngày kia là mùng 1 đấy. Là cháu rất hợp với tuổi của chú đấy. Cháu muốn nhờ chú là ủng hộ cháu các sản phẩm này, cháu lấy lộc của chú để cháu bán hàng đấy. Thế thì mình cùng một cái tin nhắn đấy, thế nhưng mà mình có khi mình gửi đến chú, nhưng mà mình gửi đến 30 chú chẳng hạn, một cái tin nhắn đấy. Tất nhiên là một chú đấy thì chú nhận được tin nhắn của mình thôi, thì chú biết. Thì đều tất cả những khách hàng mà mình nhắn tin và như vậy đấy, với chú hay với cô, với anh, với chị đấy, như vậy thì đều được ủng hộ nhiệt tình đấy. Và nói thật với mọi người là cứ đầu tháng nào ấy, thì ít nhất thì mình cũng phải 30-40 đơn lẻ đấy. Thế thì ngoài hết cái tháng này mình phải tập khách hàng là cô, chú, anh, chị của cái thời gian này rồi, thì mình lọc để ra một trang, một bên cạnh. Thì đến năm sau mình lại lên người khác, đến tháng sau nữa mình lại nhóm một người khác, mình như thế. Và quay lại mình áng chừng vào khoảng ví dụ 2-3 tháng người ta mà dùng hết cái sản phẩm ấy rồi thì mình lại quay lại đấy, quay lại cái từ đầu đấy. Thì mình định là nhắn hàng tiếp, nhắn tin lại tiếp, thì dùng bảo ơ cũng hay là chị cũng vừa chuẩn bị hết, hay chú cũng chuẩn bị hết, đang định gọi cho mày đấy, hay đang định gọi cho cháu để lấy sản phẩm đây. Ồ thế thì cũng sắp mùng 1 rồi, mai hay mùng 1 hay ngày kia mùng 1 đấy, chú cũng cho luôn, ok đấy. Thế thì đấy là cái bí quyết bán lẻ của mình như vậy đấy. Thì nói thật với mọi người là bán hàng thì cũng khi cái sản phẩm của mình đã hiệu quả, đã tốt rồi đấy, mình sử dụng thấy hiệu quả, thấy tốt và mình am hiểu cái sản phẩm thì bán hàng rất là tuyệt vời. Và mình cũng nghĩ rằng là đắm chìm cái sản phẩm ở đâu đấy, đắm chìm cái sản phẩm ở đâu thì mình thành công ở đó. Và muốn như vậy thì mình cần, rất là cần 3 cái yếu tố nhá mọi người nhá. Cái thứ nhất là cái thái độ ấy, cái thái độ thổ sống của mình ấy là nó quyết định 80% mọi người ạ. Đấy, lúc nào mình cũng phải này, niềm nở, cởi mở đấy, đi đến đâu mình cũng cởi mở. Mình gặp người nọ người kia mình chưa quen bao giờ đâu, mình cũng như là mình quen rồi, ơ chú, ơ chị, ơ anh, ơ em đấy, cứ cười lên, cứ như là người mình quen rất lâu rồi đấy. Thế hỏi, thế xong rồi hay là đi ship hàng này, hay là biết là đi đến ship nhà anh này hay nhà chị kia, biết ra hàng rồi nhưng đến đấy thì bà đi gần đến nơi rồi, nhưng mà gặp ai đấy bảo ôi xin lỗi chú hay cô cho cháu hỏi thăm mấy kia, bảo thế cái gì, bảo hỏi thăm để làm gì, bảo ôi cháu xích tinh dầu cho chị này hay cho cô chú này đấy, nhưng mà cháu chưa biết nhà ở đây, bảo thế cái tinh dầu chữa cái gì. Thế là có khi nói thật với mọi người là cũng chỉ nhờ những cái đấy thôi thì mình cũng lại chốt sản phẩm ở dọc đường luôn đấy. Thế thì 80% là đòi hỏi cái quyết định cái thái độ sống của mình. Cái thứ hai là về các bạn phải nói về cái kỹ năng và cái kiến thức của mình đấy. Cái kiến thức của mình và cái kỹ năng của mình cũng quyết định cái sự thành công. Và muốn thành công thì mình phải có mục đích và sự kiên trì. Cái sự kiên trì đó thì mọi người phải biết được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, trong tuần và trong tháng. Mọi người cứ làm đúng đủ đều như vậy thì mình tin chắc rằng là sẽ thành công đấy. Và cái sản phẩm gì cũng vậy, mình bán cái sản phẩm bất kể là mỹ phẩm hay là dược liệu hay là cái sản phẩm gì đấy, mà cái sản phẩm đó mình bán thì mình phải có tâm này đấy, mình phải có đạo đức này đấy, mình phải đặt cái tâm của mình lên hàng đầu đấy. Mình lúc nào cũng nghĩ rằng khách hàng là mình đấy, là người thân đấy, như là người thân trong gia đình mình, như chồng, như con, như bố mẹ, anh chị em đấy, thì mình sẽ lan tỏa và bán hàng được là rất là nhiều đấy. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là mình với mọi người là mình mà bán cái sản phẩm gì đi chăng nữa thì mình phải bỏ đi được những cái đức tính ấy. Đó là những cái ích kỷ này, cái đố kỵ này đấy, và cái phán xét và cái soi mói của mọi người. Ví dụ như mình bán cái sản phẩm này, người ta bán sản phẩm kia, nhưng mà người ta bán cái sản phẩm ấy thế tốt, mình cũng đừng là như thế này thế kia, mình soi mói, không, mình đối kỵ với người ta đấy. Mình nên cởi mở này, chia sẻ đấy, có thể là hay người ta bán cái sản phẩm này không tốt thì mình cũng bảo là mình có cái sản phẩm này này, hay là cái sản phẩm nó tốt đấy, bạn dùng bạn giới thiệu đi đấy, thì nó cái sản phẩm này thấy nó cái tốt rồi, nó lan tỏa rồi đấy, thì bạn bán song song với cái sản phẩm của bạn đấy, nó sẽ tuyệt vời hơn đấy. Với cái thời điểm mùa dịch như hiện nay đấy nhá, thì như mình cũng nói, như hai bạn lúc nãy cũng chia sẻ và tiếp Sâm cũng nói đấy, là cái thời gian vừa rồi mình bán combo cái sản phẩm với F0 rất là nhiều đấy, sản phẩm răng miệng và sản phẩm an nhi. Và cái thời gian vừa rồi thì mình cũng nhập được một ít máy xông và mình bán cái combo như vậy với cái khách hàng F0 như thế. Và mình hay cho đi lắm, nói thật với mọi người đấy, mình bán cái sản phẩm răng miệng nhà mình, ví dụ như mình bán một cái sản phẩm răng miệng nhà mình đây thôi đấy, thì 270.000 như mình cũng tặng một lọ răng miệng nhỏ đấy. Ví dụ như mọi người vừa rồi combo là mọi người lấy xà chanh to này, răng miệng và an nhi to, thì cái máy xông mình cũng chỉ lấy giá gốc, cũng không bao giờ mình lấy thêm tiền ở cái sản phẩm đấy đâu mọi người nhé. Còn mình cứ cho đi, mình cứ cởi mở đấy, mình cho đi là mình nhận lại, thì mình sẽ thành công đấy. Thế thì cái chia sẻ của mình, cái cách bán hàng của mình đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng như mọi người thôi đấy. Bán nó cũng chưa còn về cách để cái sỉ và đại lý của mình ấy, thì mình cũng chưa được nhiều, cũng chưa thành công. Và hôm nay mình lên đây mình chia sẻ với tất cả mọi người thì cũng chưa có cái gì là mà thành công nhiều để chia sẻ và khoe với mọi người, và chỉ có một chút cái kinh nghiệm bán hàng và cái cơ duyên mình đến với cái sản phẩm Dạ Thảo Liên này đấy. Hiện tại thì như mình bán và lan tỏa cái sản phẩm này thì bây giờ là em dâu mình này, em dâu bên mình này cũng bán, và em dâu bên chồng cũng bán. Và nói thật với mọi người là cái sản phẩm này tuyệt vời nữa nhá, là cái sản phẩm này không biết là gia đình nhà mình hiện tại đấy, và với con này thì như con nhà mình là mình đang học tập trong trường, với cái môi trường như con là một đại đội của con, một đại đội của con như các bạn đã biết là 100 bạn học viên mà ăn ở sinh hoạt cùng nhau này, tất tật các thứ là sinh hoạt cùng nhau. Nhưng mà không biết là cái sản phẩm mình thôi thúc, và lúc nào mình cũng ám thị là cho cả nhà và cả con ngậm nuốt đấy, và nhỏ tinh dầu đấy. Thì đến cái thời điểm này với vợ chồng nhà mình này, vào với con học lớp 10 và bản thân con trai đang học trong trường như thế, một tiểu đội của con 10 bạn, thế nhưng mà đã 6 bạn bị F0 đã phải cách ly, và con nhà mình đến thời điểm này thì vẫn an toàn. Lúc nào mình cũng giáo dục con là con dùng vậy, thì khi con dùng vậy và mình cho con dùng cái răng miệng này, cái an nhi và cái xả chanh con sông, thì con sông mình cũng chỉ bảo là con dùng cốc nước riêng của con sông. Và khi các bạn cứ thấy con sông như thế, các bạn tò mò, thì đúng là quả thật là từ khi mà bùng phát dịch đến giờ sau Tết đấy, khi mà học viên về ăn Tết với gia đình ở trên mọi miền của Tổ quốc đấy, thì khi lên Tết thì dịch nó bùng phát nhiều đấy. Thế thì con mình dùng như thế, và con mình hỏi thì bạn bè của con mình đấy, và con cũng đã giới thiệu là mẹ bán cái sản phẩm này, và chính là con đã giới thiệu được cái sản phẩm này, mình cũng bán được rất nhiều cho các bạn học viên trên trường mình, trong trường. Đấy là cái sản phẩm của nhà mình đấy, nó tuyệt vời. Thế thì vậy thì mình cũng khuyên với các bạn mà mới vào kinh doanh Dạ Thảo Liên đấy, và có ấp ủ muốn kinh doanh cái dòng sản phẩm Dạ Thảo Liên này, thì các bạn hãy cứ tự tin đi đấy, cứ chịu khó học hỏi này, cứ tự tin lan tỏa này, cứ mình ở đâu này thì mình mang sản phẩm đó này, mình mà mang sản phẩm bên cạnh mình đấy, để mình trao đi đấy, mình chia sẻ với mọi người. Bởi vì cái sản phẩm này, sản phẩm nhà mình là sản phẩm quốc dân đấy. Đối tượng sử dụng thì lại rất đa dạng, từ trẻ nhỏ đến người già đấy, phụ nữ mang thai, thế nên ai cũng dùng được cái sản phẩm này, thế nên là rất là tuyệt vời đấy. Các bạn đừng nản chí nhá, các bạn vào. Đầu tiên mình cũng nản chí đó. Mình giới thiệu mình khi mà hết cái tập khách hàng nóng đó thì mình cũng nản chí lắm, nhưng mà mình cứ kiên trì, mình cứ tụt năng lượng một cái thì lại được Thu Hà về hệ thống đấy, lại gọi điện hỏi thăm và lại mình lại có thêm động lực và mình lan tỏa, mình giới thiệu như vậy thì đến giờ thì mình cũng tạm thành công với cái sản phẩm là mình đến với Dạ Thảo Liên này. Thế thì cái chia sẻ của mình cũng muộn rồi, cái chia sẻ của mình với cái sản phẩm này nó cũng chỉ ngắn gọn đấy, và chỉ đôi chút để muốn chia sẻ đến với mọi người cái thành công và cơ duyên của mình như vậy thôi. Thì cuối cùng mình cũng biết ơn giám đốc Phạm Sâm đã cho cái ra đời cái dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời, hữu ích, và đặc biệt là với cái thời điểm mà dịch bệnh hiện nay thì cái sản phẩm của mình này vô cùng tuyệt vời và giúp được nhiều gia đình đấy, rất là F0 nhưng rất nhanh khỏi. Mình rất được là giờ nhiều khách hàng F0 đã gọi điện đấy, cảm ơn, và bây giờ mình còn đang mình còn nợ rất là nhiều đơn máy xông mình không có, nhưng mà mình vẫn giáo dục khách hàng là khi không có máy xông này thì đun nước nhỏ vào bát, vào cốc đấy, hoặc là dùng nồi cơm điện này, dùng máy siêu tốc này, hoặc là dùng nồi lẩu đấy, tất cả những cái vật dụng trong nhà mình đấy, để tận dụng những cái vật dụng trong nhà mình để mình sử dụng cái sản phẩm này để xông thế nào cho nó hiệu quả đấy, để bảo vệ sức khỏe gia đình. Thì một lần nữa đấy, chúc tất cả mọi người và giám đốc của chúng ta đấy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và công ty của chúng ta ngày càng phát triển và sẽ có nhiều cái dòng sản phẩm tuyệt vời hơn để giới thiệu đến tay mọi người tiêu dùng. Cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe mình chia sẻ. Mình chia sẻ có cái gì mà nó chưa được trọn vẹn hoặc nó không phải thì cũng mong mọi người lượng thứ, và mọi người có cái câu hỏi gì đến mình thì mình cũng sẽ giải đáp, và những cái gì mình không giải đáp được thì mình sẽ nhờ mọi người giải đáp. Mình xin hết. Vâng, rất là hay ạ, rất là hay và hữu ích chị ạ. Em không biết cùng mọi người có ai có cảm giác giống em không, nhưng mà em thấy là cứ mỗi lần đi ra ngoài cầm theo an nhi hoặc răng miệng là coi như là mình thật sự an toàn. Em cảm giác như không biết có ai cảm giác của em không, chứ em ở đây là sống toàn âm tính, sống quanh toàn là dương tính rồi, chứ người giới trẻ bây giờ người ta gọi là mình giống như bất tử rồi ấy. Và thì bây giờ đến phần câu hỏi của chị, câu hỏi cho khách mời của chúng ta là chị Trần Phượng. Thì em thấy có chị Bùi Thị Xiêng, chị có câu hỏi, em mời chị bật mic ạ. Rồi ạ, em mời chị ạ. Mở mắt là có tình yêu. Xin chào chị Trần Phượng, xin chào giám đốc Phạm Sâm cũng như bạn Phạm Tai, giám đốc Phạm Tai. Xin chào tất cả anh chị em trong ngôi nhà Dạ Thảo Liên. Cảm ơn sự chia sẻ tuyệt vời của chị Trần Phượng ạ. Chị ơi, thì cái thời gian đầu chị vào ấy ạ, thì không biết là chị có giống em không, thì chị có gặp cái chút khó khăn gì không ạ, và cái vốn khởi điểm thì chị khởi điểm bao nhiêu ạ? Và bây giờ cái chị đào tạo đội nhóm thì đội nhóm của chị đã được bao nhiêu thành viên rồi, mà chị có cái cách đào tạo đội nhóm như nào cho phát triển thật mạnh không ạ? Chị cảm ơn câu hỏi của em nhé. Thì thật ra cái cơ duyên của chị đến với cái sản phẩm đấy thì cũng chị cũng đã chia sẻ rồi, và cái khởi điểm của chị vào với Dạ Thảo Liên này thì chị lấy 5 sản phẩm, lúc đó cũng không ấy đâu, nếu là 5 sản phẩm nhỏ với răng miệng của mình là có 375.000 đúng không? Thế nhưng mà chị lấy 5 sản phẩm nhỏ thì khả năng cái 5 sản phẩm mà các loại thì thời điểm đó chắc là khoảng gần 1 triệu đấy. chị cũng không nhớ rõ đâu. Đấy, chị khởi điểm là như thế. Và khi mà chị dùng 5 sản phẩm, chị vừa dùng, chị vừa giới thiệu là thấy tốt, thì sau đó là chị lấy luôn 10 sản phẩm, 20 sản phẩm và chị đến nhập đến 50 sản phẩm luôn. Thế sau khi chị nhập đến 50 sản phẩm và cuối cùng thì những cái đơn hàng tiếp theo ấy thì chị nhập đến 20 triệu, 30 triệu và 50 triệu luôn. Chứ chị cũng bây giờ mà nói ấy thì chị cũng không. Còn thì về cái đội nhóm của mình, của chị ấy, thì nói thật với em là cái đội nhóm của chị thì cũng với chị thì cái thành công để chia sẻ cái với cái đội nhóm thì cũng dẫn dắt đội nhóm nhiều, nhưng mà cái đội nhóm của chị thì nói thật với em là lại không là cái tầm tuổi như chị em mình hay ít tuổi đâu. Đấy, toàn những cái người là nhiều tuổi. Đấy, các cô, đấy, các anh các chị thì đều là bán hàng cùng bán tạp hóa đấy. Đấy thì cực kỳ thì là bán hàng để giới thiệu sản phẩm thôi. Đấy, thế thì không tham gia đội nhóm này. Đấy, không có thời gian để đưa vào Zoom. Đấy, thế nên cứ bán hàng. Và khi mà người ta đã bán hàng những cái sản phẩm của người ta đấy thì người ta giới thiệu thêm cái sản phẩm của mình thôi. Đấy, thế thì cũng cái chỉ với cái đại lý của chị thì cũng không được, chưa được nhiều. Và chị cũng chỉ có thêm những cái cộng tác viên và những cái đại lý nhỏ. Đấy, thì chị cũng muốn là sang cái năm nay đấy thì chị cũng muốn là cái tâm nguyện của mình đấy là thế nào là muốn đưa đội nhóm của mình và muốn tuyển thêm được những sỉ năng lượng đấy, và nó thật là máu kinh doanh và muốn kiếm thêm thu nhập thì mình mới càng thành công và mới càng phát triển được. Vẫn còn một chị nữa muốn hỏi, chị Dương Thị Ngọc Dung. Chị Dung, chị có câu hỏi hay không ạ? Chị bật mic ạ. Anh cho mình hỏi bên sản phẩm bên mình á, có cái sản phẩm nào mà như người già mà mất ngủ để mà dễ ngủ, với lại em bé bị ọc sữa, mình thấy cái răng miệng đồ á, mình rơ lưỡi đồ cho bé đồ uống được không em ơi? Cảm ơn cái câu hỏi của em nhé. Cái sản phẩm ở bên mình, ví dụ như cái sản phẩm răng miệng này, đấy, cái sản phẩm răng miệng này mà với những cái bé mà chị cũng đã có một khách là trẻ nhỏ, đấy, trẻ bị dơ lưỡi, trắng lưỡi đấy, thì chị cũng hướng dẫn cho khách là dùng một nước ấm và nhỏ một giọt tinh dầu và mình mua cái dơ lưỡi về, đấy, về để mình dơ lưỡi cho con, thì cái hiện tượng mà trắng miệng với lại cái tưa lưỡi với cái nhiệt của con là đáng kể. Và con bố trước khi mà chưa dùng cái mình cứ hướng dẫn cái sản phẩm này để dùng cho con đấy thì là con hay đau rát lưỡi, là con bố khóc đấy, đấy, khóc khó chịu. Mình cũng quên mà mình cũng chưa, lúc nãy quên mình không chia sẻ với mọi người là mình cái sản phẩm răng miệng này mình chia sẻ đến thì tuyệt vời nhất là cái sản phẩm này chị Cháy mình chia sẻ với khách hàng của mình. Chị Cháy thì cái hôm nói thật với mọi người là thỉnh thoảng mình lăng xê một chút đấy, mình cái sản phẩm này 4-5 công vô dụng nhiều. Ngoài cái răng miệng này, ngoài cái điều trị tất cả các vấn đề về khoang họng ra thì cái răng miệng này nhà mình còn chị Cháy cực kỳ tốt nhá. Ai có ai đang mà mắc phải, như ai có con mà đang mắc phải ý như hình thì y biết cho mình, thì mình đã có tới đến 5 khách hàng là chị Cháy thì rất hiệu quả nhé. Bây giờ mình cũng nói thêm một chút cái này nhé. Cái chị Cháy của mình, mọi người dùng cái ly uống rượu nhỏ nhỏ thôi đấy. Mình giới thiệu với mọi người là cái răng miệng của mình chị Cháy đấy là mình hướng dẫn khách hàng là xoa dầu gội đầu cho con ướt và cho vào cái ly lượng 1/3 ly rượu đấy, nhỏ nhỏ thôi, và nhỏ từ 5 đến 7 giọt tinh dầu răng miệng này vào, lắp cùng, và sau đó là ủ lên đầu toàn bộ cho con Khi đã xoa dầu ở đầu rồi và mình ủ cái rượu đó với cái tinh dầu ủ trên đầu cho con được 15 đến 20 phút thì quả thật là mình đã hướng dẫn khách nhà mình như vậy và đã có 5 khách hàng có con bị cháy như vậy và có cái phản hồi và có cái cảm ơn cực kỳ vô cùng là tuyệt vời. Là chị ơi, em dùng bao nhiêu các loại sản phẩm rồi đấy, không khỏi cháy cho con đâu, cứ gãi xanh xách ấy. Con đi lớp con ngủ với bạn là con bị lây, mà em dùng cái sản phẩm như chị hướng dẫn và con em đã khỏi cháy hoàn toàn. Đấy, thì mình có 5 khách hàng là dùng như vậy với cái răng miệng của mình trị cháy. Đấy, để mọi người lan tỏa. Nói lại cách dùng được không ạ? Em ơi, cái cách dùng tinh dầu răng miệng để trị cháy nhá, thì hướng dẫn khách hàng là làm ướt tóc và xoa dầu gội đầu nhiều hơn một chút như bình thường, và sau đó là dùng cái ly rượu nhỏ đấy, chỉ 1/3 cái ly rượu đó thôi, rượu trắng đấy, ly rượu trắng, và mình nhỏ từ 5 đấy đến 7 cái giọt tinh dầu mình hòa và mình đổ lên đầu con đấy, mình ủ lại khoảng từ 10 đến 15 phút và mình gội đấy, sau mình gội bằng nước sạch và mình chỉ gội như vậy thôi, và mình gội từ 1 đến 3 ngày. Như khách của chị là ngày thứ nhất là thấy bảo là chưa thấy gì, đến ngày thứ hai bảo ô rồi ôi nó nổ hết cả trứng, đến ngày thứ ba bảo ô thế lúc bới cháy cũng không thấy cháy. Chảy nhá, bình thường là cháy là ra sách đấy, ghê lắm, bảo nhìn sợ luôn, nhưng nó nổ đấy, cháy nó chết và trứng nó nổ đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, thì mình có một cái bí quyết nữa là cái tinh dầu răng miệng của mình chữa cháy tuyệt vời như vậy để chia sẻ với mọi người, để chia sẻ đến khách hàng. Đấy, thì thỉnh thoảng mọi người cũng có những cái feedback hoặc là có những cái bài gì mà nó lăng xê một chút lên Facebook của mình ấy, thì tự nhiên là khách hàng có khi để ý một chút đấy là vào đấy, vừa tương tác và vừa hỏi như vậy thì mình vừa bán được hàng đấy, và vì mình bán được sản phẩm, mình giới thiệu cái sản phẩm này không những là đặc trị với tất cả về cái răng miệng này, không đặc trị với tất cả về bệnh về khoang họng đâu đấy, nhưng mà còn chữa được cái này cái kia đấy, như vậy không phải là đang lúc nào cũng là chữa cái này cái kia, nhưng thỉnh thoảng đá cái nọ cái kia lên thì khách hàng sẽ quan tâm đấy, thì sẽ cái lọ răng miệng này đấy, mình sẽ lan tỏa được nhiều hơn và nhiều người biết đến hơn. Em ơi, cái ly nhỏ uống rượu đấy, ly nhỏ thôi, 1/3 cái ly thôi, nhỏ thôi đấy, chỉ độ khoảng một ngụm nước của mình thôi nhá, đấy, một ngụm nước của mình thôi, mình cho đến 5-7 giọt tinh dầu răng miệng mình vào đấy, mình nhỏ cùng vào đấy, xong mình ủ lên đầu cho con và hướng dẫn khách hàng là ủ từ 10 đến 15 phút như vậy, và sau đó mình gội bằng nước sạch đấy, thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì chị có chị có cái chia sẻ với em, cảm ơn em đã có cái câu hỏi như thế nhé. Vâng ạ, rất là hay, rất là cuối chương trình thì chị Trần Phượng nhớ ra là có công dụng trị cháy cho mọi người. Hay quá, quên nhưng mà quên. Vâng ạ, thì ra những cái công tác dụng của sản phẩm rất nhiều, và cũng có rất là công ty đã lập ra rất là nhiều nhóm để mọi người có thể mà lên nhóm có thể hỏi, tại vì là nhân viên công ty luôn luôn sẵn sàng túc trực để trả lời những cái câu hỏi về sản phẩm chính sách cho mọi người. Thì bây giờ cũng là muộn rồi, thì trải qua đến 2 tiếng 20 phút là cũng là rất là tuyệt vời với những sự chia sẻ của hai khách mời của team chị giám đốc kinh doanh vàng Vân Lương, em nhầm một lần nữa thì chết. Thì rất là cảm ơn sự chia sẻ của hai chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì rất là những kiến thức đấy thì em sẽ mong là sẽ giúp được tất cả mọi người trong buổi Zoom này. Thì bây giờ có là muộn rồi, em xin là dừng buổi Zoom của chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ lại gặp nhau vào hôm thứ 5, thứ 7 tuần này lúc 20 giờ. Thì bây giờ em xin chào và em xin được phép tắt Zoom. Xin chào mọi người nhé. Chào cả nhà nhé.